Dưới 2 tỷ đồng thì mua được nhà ở đâu mà xây mới 4 tầng, vị trí lại thuộc quận Hà Đông hả quý vị ơi? Trong video này, nhà tốt xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà như thế nhá. Với 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, diện tích 30m², hướng nhà là hướng Tây Nam. Đường ngõ trước nhà thực tế 2m2, cách với đường ô tô là kia, cách đúng 2 nhà là ra tới đường ô tô, gần với lại trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, tiện lợi với bác nào đi làm ở Hà Đông hoặc đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, phạm vi 10km quay đầu xung quanh tiện ích ngập tràn, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hàng ngày. Với cái căn nhà này thì tất nhiên sổ đỏ chuẩn chỉnh 100%, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% với quý vị nào có nhu cầu. Tại thời điểm này lãi suất ngân hàng đang rất là hợp lý mọi người ạ. Và thời gian cho vay tối đa nhất là 30 năm, tối thiểu là 3 năm. Với cái thiết kế ngôi nhà rất chi là ổn định, 4 tầng xây mới, 3 phòng ngủ. Tầng 1 của ngôi nhà hiện tại đang Ngọc Ánh đang đứng ở trước phần cửa của ngôi nhà đây. Đây là phần cửa chính, thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm kính. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà được gia chủ ốp toàn bộ ở đây là gạch 60-60 cho mình rồi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Vị trí cụ thể của nó thì thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha quý vị. Giá bán chưa đến 2 tỷ một căn, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn cho mọi người. Với căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay vì nó hoàn thiện gần như là xong hết, chuẩn chỉnh hết rồi. Với phần tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ở cái phần phòng khách này thì chủ nhà toàn bộ ốp trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá rồi. Và với cái mặt tiền của nó thì được 4m mọi người ạ, cho nên rất là thoáng nhá. Đây, vào trong cái không gian 30m mà nhiều khách hàng nghĩ rằng là nó phải hơn cả 30m vì nhìn nó rất là thoáng, rất là rộng. Đây là phần không gian phòng khách và đây là phần phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp thiết kế hoàn thiện đầy đủ cho quý vị hết. Đó, tủ bếp thiết kế là tủ gỗ, phụ kiện bếp chất liệu inox 304, lắp đặt đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước. Quan trọng là giá bán cực kỳ là rẻ, dưới 2 tỷ. Dưới 2 tỷ mà sở hữu ngay một ngôi nhà 4 tầng, sổ đỏ, 3 phòng ngủ. Đó. Tầng 1 đây, thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Phường Biên Giang thì vị trí này quý vị có thể đi thẳng từ bến xe Nghĩa lên khoảng tầm hơn 2 cây nữa là tới phường Biên Giang, quận Hà Đông. Nó gần như ấy, nếu như xét về địa lý thì nó gần như cuối của quận Hà Đông mọi người ạ. Cho nên rất nhiều quý khách hàng hỏi tại vì sao giá nó rẻ như thế, liệu rằng là nó có sổ hay không thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Nó phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, không phù hợp với đi làm ở tận Cầu Giấy hoặc là đi làm ở tận trên Ba Đình ấy, thì vị trí của nó khoảng tầm 15km quay đầu thì nó sẽ tương đối là xa. Nhưng nếu như quý vị đi làm ở loanh quanh Hà Đông thì chỉ khoảng tầm 7-8km quay đầu là hợp lý, xung quanh tiện ích đầy đủ như Ngọc Ánh đã chia sẻ. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ ở đây là gỗ. Đây mọi người có thể nhìn thực tế nhé. Ngoài quay review chuẩn chỉnh đường hướng và giá, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân em khám phá lên trên phía các tầng trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà thưa quý vị. Với tầng 2 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài thực tế. Hướng của ngôi nhà là hướng Tây Nam. Quý vị nào mà đang hợp với cái hướng này thì đừng bỏ lỡ. Bởi vì ngôi nhà này hiện tại là một trong những ngôi nhà gần như giá thấp nhất của quận Hà Đông mọi người nhé. Gần như là giá thấp nhất. Hiện tại thì đang có một cụm dự án giá 1.650.000.000, 32m xây 4 tầng. Thì nếu như quý vị nào mà muốn đi xem thực tế thì liên hệ ngay Ngọc Ánh nhé. Đây, phòng ngủ rất là vuông vắn. Trong phòng ngủ thì cũng được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao. Màu sơn thì là màu trắng, toàn bộ màu sơn của ngôi nhà này đều là màu trắng. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ cho quý vị. Đó. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Với phần phòng vệ sinh này, đây, đầy đủ bồn cầu, sen tắm, ở đầu chờ bình nóng lạnh, quạt hút mùi, lavabo. Ở đây sử dụng là nước sạch quận Hà Đông mọi người nhé, và điện lực EVN Hà Nội hết rồi. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Từ vị trí ngôi nhà này mà nếu như quý vị cho con em mình đi học ở trường cấp 1, cấp 2 thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi. Ra tới chợ dân sinh khoảng tầm 300m. Đó.
Xung quanh dân cư đông đúc, đi lại tiện lợi, ngõ nông, đường thoáng, gần với đường ô tô. Đấy. Phòng vệ sinh ở tầng 2 đây ạ. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Nói chung nhà tốt luôn luôn cam kết với quý khách hàng rằng quay, review thực tế đường, hướng, giá, giá bán thì 100% giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Cam kết với quý khách hàng đang xem kênh nhà tốt không bao giờ báo giá chênh, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Và mời quý vị lên khám phá tầng cuối cùng cùng với Ngọc Ánh. Và đây Ngọc Ánh đang bước lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 này thì thiết kế cho quý vị như sau. Đây là phần sân phơi, đồng thời cũng là để máy giặt mọi người ạ. Đó. Xung quanh dân cư đông đúc, phía sau của ngôi nhà còn tương đối là thoáng. Ở trên phía tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, phòng này tương đối là rộng nha mọi người. Nó như tầng 2, tầng 3 vậy. Đó. Đứng từ vị trí ngôi này, nhà này có thể nhìn thấy trường trung học cơ sở ở đây, bên ta. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết, cụ thể về ngôi nhà chưa đến 2 tỷ này, sổ đỏ chuẩn chỉnh thì quý vị đừng chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn và đưa quý vị đi xem nhà tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.